có một đoàn thanh tra đến một trường cấp quận. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp học và hỏi một học sinh: "Hãy cho tôi biết tại sao trục quả địa cầu này nó lại nghiêng như thế?" "Dạ, không phải em làm đâu ạ." Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác, em này run run nói: "Dạ, mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà, em có biết gì đâu." Ông thanh tra lắc đầu, quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi: "Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về nó đã nghiêng thế rồi ạ." Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích: "Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng, mong ngài thông cảm." Mặt ông thanh tra tím ngắt, giận dữ, đập bàn và ông ta hét lên: "Toàn một lũ đầu óc bã đậu. Quả địa cầu bị nghiêng thì phải biết kiếm cái gì kê lên cho nó cân đối chứ, ai lại để như thế?" Có một người phạm nhiều tội lỗi, khi chết phải xuống địa ngục. Diêm Vương bắt anh ta chọn một trong số 18 hình phạt sau đây. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục. Các hình phạt rất khủng khiếp như nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng, vân vân. Đến mỗi một tầng, anh chàng đều lắc đầu quẩy quậy. Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm mà phân ngập đến ngang lưng. Anh này mừng thầm, nói với quỷ sứ: "Thôi được, tôi chọn hình phạt này." Nói rồi anh ta bèn chạy tọt vào trong căn hầm. Vừa lúc đó tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát: "Hết giờ giải lao, tất cả hãy cắm đầu xuống." Có một anh chàng lạc vào khu rừng lúc đêm khuya. Đang lang thang bỗng thấy một cô gái xinh đẹp. Nghĩ rằng cô ta cũng đang bị lạc như mình, anh ta giở trò tán tỉnh: "Này cô bé dễ thương, sao cô đứng ở đây một mình vậy?" "Em ôn lại kỷ niệm sâu sắc của em với nơi này." "Kỷ niệm gì vậy? Kể cho anh nghe với được không?" "Anh có thấy cành cây đằng kia không?" "Thấy." "Anh thấy rồi. Rồi sao nữa cô bé?" "Hồi đó em treo cổ trên cành cây đó tự tử anh ạ." Một buổi test hàng tháng tại một bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với các nhân viên là xả hết nước ở trong hồ bơi ra để kiểm tra. Sau đó nói với các bệnh nhân xuống tắm, trong khi hồ tắm không hề có nước. Vài ba bệnh nhân vui vẻ, có vài người la lên: "Mát quá" khi đã xuống hồ tắm. Có một bệnh nhân không xuống tắm, bác sĩ ngạc nhiên, rồi tiến lại, trong đầu thầm nghĩ: "Chắc bệnh nhân này đã khá hơn rồi." Bác sĩ hỏi: "Sao anh không xuống tắm cho vui?" Bệnh nhân ấp úng trả lời: "Dạ, thưa em không biết bơi ạ." Một bà mẹ có 5 cô con gái. Một hôm, chúng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chúng con có giống bố không?" "Cả 5 đứa mày đều giống bố cả, giống như đúc." "Thế tại sao 5 chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào hả mẹ?" "Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao?" Có cặp vợ chồng đến nộp đơn ly hôn. Vài ngày sau, tòa mời hai bên đến giải quyết. Thấy cô vợ vừa bước vào phòng, thư ký tòa hỏi: "Chồng chị có lên không?" Người vợ đáp: "Chồng tôi lâu lắm rồi không lên, chứ lên được thì tôi ly hôn làm gì." Vào một buổi tối nọ, có một vị đại ca đang dắt chó đi dạo. Bất thình lình, có một tên sát thủ từ trong bụi cỏ bay vèo ra ngoài. Anh ta giơ súng lên, nổ đùng đùng 2 tiếng và bắn chết con chó của đại ca. Tên đại ca xã hội đen nổi điên.
Waisuma, tại sao mày giết con chó của tao? Tên sát thủ hừ một tiếng, lạnh lùng nói: có người gửi cho tao 50,000 vạn, nhờ tao đến lấy cái mạng chó của mày. Có một bà đỡ khá lành nghề, nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ cho một ca đẻ con so. Bà ta tới với một hòm dụng cụ trong tay. Bà nói với người chồng: mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi. Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói: anh có kìm không? Hả? Anh chồng tròn mắt hỏi. Vâng, kìm, nhanh lên. Không hả hở gì hết. Tôi biết việc tôi phải làm. Có kìm rồi. Khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa. Anh có cái cờ lê to nào không? Cờ lê à? Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra đối với vợ tôi thế này? À, không sao, nhưng tôi cần một chiếc cờ lê. Anh chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm vào nhau sủng soảng, két két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa và quát: hãy nghe đây, tìm ngay cho tôi một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất. Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa. Anh ta xô cửa xông vào. Trước mắt anh ta là nền nhà ngột ngang, nào là kìm, nào là búa, và hòm dụng cụ của bà ta vẫn chưa mở được. Cô vợ đi xem bói về, thay đổi phong thủy để sắp đặt lại nhà cửa. Ông chồng đi làm về, thấy lạ, hỏi ra mới biết là cô vợ đi xem bói mê tín dị đoan. Anh ta hỏi vợ xem bói ở đâu, để còn đi xem thử. Anh chồng sau khi đi hỏi và cũng đến nhà ông thầy bói. Thầy bói hỏi: anh muốn xem gì? Anh chồng trả lời: thầy xem chỉ tay giùm con. Thầy bói: đưa bàn tay trái của anh ra đây. Anh chồng chìa bàn tay trái ra cho thầy xem. Bàn tay phải thì vả cái bốp một phát vào mặt ông thầy bói. Ông thầy bói ngạc nhiên hỏi: sao anh lại đánh tôi? Anh chồng bình tĩnh trả lời: nếu thầy biết trước được tương lai, sao thầy không tránh đi? Mê tín thì cũng vừa vừa thôi nhé. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực: vợ tôi đang lừa dối tôi. Làm sao anh biết? Tối hôm nọ, cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi, thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy. Thế thì sao? Rõ ràng là cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó. Trong giờ lịch sử, kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi: em cho biết ai đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương? Dạ thưa thầy, em không biết, nhưng em thề là em không lấy ạ. Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp: cả lớp, ai đã đánh cắp nỏ thần của An Dương Vương? Không có cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi: lớp trưởng nào, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương? Lớp trưởng rụt rè đứng dậy: dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không có ai lấy đâu ạ. Thầy giáo bèn yêu cầu Tèo mời phụ huynh đến gặp để bàn việc học tập của Tèo. Nhưng khi gặp phụ huynh, thầy chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh đã nói: thầy xem xét lại cho, chứ thằng Tèo nhà tôi nó ngoan lắm, hiền lành, chưa ăn trộm ăn cắp cái gì của ai bao giờ. Mong thầy suy xét lại. Buồn quá, thầy giáo đem chuyện này nói với hiệu trưởng. Nào ngờ, thầy hiệu trưởng phán: hư thật, mới học lớp 10
mà đã ăn trộm ăn cắp rồi. Bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên thế nào cũng tham ô tham nhũng. Những học sinh như thế này phải đuổi học ngay. Phụ huynh của Tèo biết chuyện, bèn vác đơn kiện lên sở. Mọi người trên sở cười lăn cười bò, duy chỉ có giám đốc sở là mặt tái đi. Hiệu trưởng như thế này là không được, có mỗi cái nỏ thần mà cũng định đuổi học con cái nhà người ta. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gì mà lại làm như thế. Bảo với anh Dương Vương làm báo cáo, nỏ thần hết bao nhiêu tiền thì trích ra mà mua mà đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên. Không biết kẻ nào mách lẻo, chuyện đến tai bộ. Các chuyên viên trên bộ cười ha hả, nhưng bà vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính thì cau mày. Giám đốc như thế này là không được. Bạ cái gì cũng lấy ngân sách ra mà đền thì tiền đâu cho đủ. Phải bắt nhà học sinh đền, nếu không đồng chí Dương Vương phải tự đi mua cái mới. Có mỗi cái nỏ mà cũng không giữ nổi, lại còn làm báo cáo lên cấp trên nữa chứ. Có một cô gái ngồi buồn buồn, tiện tay vặn đài lên nghe. Giọng phát thanh viên êm ái phát ra: nếu da hồng hào, lông tơ trên mặt nhỏ mịn mềm thì tức là khỏe mạnh. Nghe đến đây, không nhịn được, cô ta bèn sờ lên mặt của mình, rồi lấy gương ngắm nghía cười cười. Trông mình cũng khỏe mạnh đáng yêu ra phết. Bấy giờ, phát thanh viên lại nói: bà con và các bạn thân mến, chương trình tọa đàm kiến thức nuôi lợn đến đây là hết. Trên chuyến xe giường nằm từ thành phố về miền Tây, dãy giường cuối xe chỉ có tôi và một cô gái khoảng 20 tuổi. Cô gái nằm giường dưới vì sợ độ cao, còn tôi nằm giường trên. Nhìn xuống thấy cô gái kéo áo lộ từ rốn đến ngực, trắng nõn, không ngủ được. Cô gái hỏi: sao anh không ngủ cứ nhìn xuống em hoài vậy? Tôi trả lời: à, anh ngủ chuyên nằm úp và mở mắt em ạ. Cô gái kêu lạnh chân, nhờ tôi xuống kéo mền đắp giùm hai chân. Lạnh quá anh ạ, mình kể chuyện cho vui đi, em không ngủ được. Chuyện gì được nhỉ? Em kể trước đi, chuyện về cô giáo anh nhé. Thôi thôi, chuyện giáo viên nghe buồn lắm. Em kể chuyện vui vui một tí đi. Em bắt đầu kể: có một ông vua đi đánh trận, giao thằng hầu trông nom công chúa xinh đẹp, dặn thằng hầu thực hiện mọi yêu cầu của công chúa. Đêm thứ nhất, công chúa cởi chuồng gọi thằng hầu vào phòng ngủ, kêu lạnh, thằng hầu lấy mền đắp cho công chúa. Đêm thứ hai, công chúa lại gọi, thằng hầu vào phòng thì không thấy mền đâu nữa, thằng hầu lấy rèm cửa đắp cho công chúa. Đêm thứ ba, công chúa lại gọi, không có mền, không có rèm, thằng hầu cởi áo đắp cho công chúa. Vua đi trận về, hỏi công chúa: ở nhà, thằng hầu có làm theo yêu cầu của con không? Công chúa trả lời: nó chả làm gì con cả cha ạ. À à, vậy thì mai mang đi chém. Trước khi chết, thằng hầu than vãn với đao phủ. Đao phủ bảo rằng: mày có thấy đống rơm kia không? Dạ thấy. Ăn đi, mày đúng là một con bò. Tôi phá lên cười vì câu chuyện của em, và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đến trạm dừng chân, em quyết định đổi chuyến xe khác. Tôi nhanh tay giúp em lấy hành lý. Em đưa cho tôi tờ 100k. Tôi ngạc nhiên hỏi: tôi chỉ muốn giúp em thôi mà. Em nói: anh cầm đi, tiền này để anh mua rơm mà ăn. Có hai ông say rượu gặp nhau. Một ông chỉ tay lên trời và hỏi ông kia: thưa ông, trên trời kia là mặt trăng hay là mặt trời ấy nhỉ? Dạ xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ chuyện này. Có một ông chồng đi nhậu về, đứng trước cửa nhà, say đến nỗi không nhớ nổi tên của vợ mình. Anh ta cứ gọi: ấy ơi, ấy ơi. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên
nên không thèm mở cửa. Bí quá, anh ta rút điện thoại ra và alo cho bố vợ. Alo, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên là gì ấy nhỉ? Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thấy hả con? À, dạ, con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho con vào nhà. Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi. Bố con mình đi uống tiếp đi con. Một bác sĩ phụ khoa sau khi hết giờ làm việc, cởi áo blue, mở cửa sổ phòng khám nhìn xuống đường, chậm rãi châm điếu thuốc, mồm lẩm bẩm: từ sáng đến giờ mới nhìn thấy mặt người. Xin chuyên gia tư vấn giúp em với ạ. Em lấy vợ được 3 năm. Bọn em ở riêng, hiện tại đang ở Thanh Xuân. Cứ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn là vợ lại gọi bố cô ấy và anh em họ hàng bên Gia Lâm qua đánh em, xong còn bắt em trả tiền taxi cả đi cả về cho họ nữa ạ. Em đã quá đau khổ với cuộc hôn nhân này rồi, em phải làm sao ạ? Theo tôi, em nên chuyển nhà về Gia Lâm để tiết kiệm tiền taxi nhé. Chào em. Một gã trẻ tuổi gặp một ông già đang hoành hoang muốn khoe trình độ mình hơn người. Gã bèn nói: tôi với ông so kiến thức bằng cách chơi đố nhau nhé. Ông già đắn đo. Gã bèn đặt thêm điều kiện: nếu thắng, ông được 10 đồng. Nếu thua, ông chỉ mất 1 đồng thôi. Nhất trí, anh đố trước đi. Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên? Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1 đồng trả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp: thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng? Chịu. Lại một tờ nữa. Thôi, anh đố nhiều rồi, để tôi đố anh đúng một câu được không? Đồng ý. Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân? Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 đồng ra đưa cho đối thủ và hỏi lại: không biết, thế con gì đấy hả ông? Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho gã trẻ. Như vậy tuy thua 3-1 nhưng ông vẫn còn lãi 7 đồng. Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn một cái vào má và thỏ thẻ với ông: anh ơi, em trễ 2 tháng rồi. Chắc chúng ta sắp có em bé rồi anh ạ. Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Hai vợ chồng cùng nhau xem tivi và đi ngủ. Sáng hôm sau, chồng lại đi làm. Chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có một anh nhân viên điện lực đến bấm chuông. Tôi có thể giúp gì được cho anh? À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhé. Hả? Sao anh lại biết? Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Bà bị trễ dù chỉ một bữa chúng tôi cũng biết, chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy. Quá hoảng sợ, bà vợ nói: thôi, đợi chồng tôi về nói chuyện với các anh, rồi đóng sập cửa lại. Sáng hôm sau, ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước. Anh ta vỗ bàn và hét lên: này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi? À, việc đó cũng đơn giản thôi. Ông bà vui lòng đưa cho chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa. Ông chồng nghĩ mình đang bị tống tiền nên càng thêm bực tức. Nếu tao không đưa tiền cho chúng mày thì sao? Nếu như ông không đưa tiền cho chúng tôi thì bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông, anh nhân viên thu tiền trả lời. Ông chồng thấy thế há hốc miệng lên: cắt rồi vợ tôi nó xài bằng cái gì? Anh kêu vợ anh xài tạm cây đèn cầy vậy.
Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan, đại diện địa ngục, đề nghị sẽ có một trận bóng đá để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ, như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng. Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục hay sao? Bà vợ ngồi đọc báo liền quay sang nói với chồng, mình ơi, để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế, đo cường độ dòng điện người ta dùng ampere kế, đo hiệu điện thế họ dùng vôn kế. Ông chồng ngẩn người, rồi sao em? Bà vợ tiếp tục, để đo sự bền vững của con tim, khối óc người đàn ông thì người ta dùng mỹ nhân kế. Vậy để đo sức khỏe của mình thì phải dùng cái gì hả Minh? Ông chồng liền đáp, à, để đo được sức khỏe của anh ấy à, chắc là phải dùng đến vợ kế em ạ. Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Anh ta nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếng đồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly. Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy khóc òa lên. Anh thanh niên vội nói, thôi mà, ông đừng khóc nữa, tôi chỉ muốn đùa thôi, tôi sẽ gọi một ly khác cho ông. Không phải tôi khóc vì chuyện này, người đàn ông giải thích. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Buổi sáng, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôi nghỉ việc. Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết là không thể làm gì và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe đó. Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà. Nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên chiếc ghế nệm và xe taxi đã chạy mất. Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trên giường cùng với ông hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời của mình. Tôi vào quán bar này và khi định chết, thì đúng lúc đó anh đã đến và uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi rồi. Cô vợ đau xương khớp, sau một thời gian dài điều trị Tây y, bác sĩ khuyên nên kết hợp Đông y, tức là nên đi châm cứu thêm. Cô vợ vốn nhát kim châm, sau khi thuyết phục được vợ và tìm được nơi có uy tín, chồng bèn chở vợ tới. Tới nơi cô vợ nói, thôi về đi anh. Anh chồng trả lời, ơ hay, em đã đồng ý rồi kia mà. Cô vợ chỉ vào tấm biển quảng cáo dựng ở đầu đường. Anh xem kìa, ở trên đây có ghi châm cứu vô sâu 30 mét. Vậy thì bố ai mà chịu nổi. Một ông chồng trên giường hấp hối gọi vợ đến bên mình và hỏi, em ơi, anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật với anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần? Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở. Ông chồng lại hỏi, thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 đô la. Chị vợ thút thít phân trần. Mỗi lần em phản bội anh, em lại bỏ vào tủ 1 quả trứng. Ông chồng thở phào. À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 đô la thì sao? Lần này chị vợ khóc rất to và giải thích. Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và em đã tiết kiệm được 300 đô la.
Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và chút hơi thở cuối cùng. Ê mày, đợt này tao cảm thấy bắt đầu khó thở. Không ho, không sốt, nhưng mà vẫn thấy hơi lo lo. Liệu tao có bị Covid không nhỉ? Đâu, mày mở cái nút quần ra cho tao xem thử xem nào. Dễ thở hơn rồi đấy. Sao mà mày hay vậy? Tao nghĩ mày ăn ít ít thôi má ạ. Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang. Sắp bắt đầu ca mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu? Vì cô y tá nói yêu cầu không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật. Thì đúng là như thế chứ sao? Đã đành như vậy, nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi, mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ kia kìa. Tại một bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt gặp một bệnh nhân vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu buộc một cái bàn chải đánh răng. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái bàn chải. Khi nhìn thấy bác sĩ, anh chàng có vẻ lúng túng. Thấy lạ, ông bác sĩ hỏi: "Này, anh đang làm gì thế?" "Dạ, em đang kéo cái bàn chải." "Tốt lắm, tôi nghĩ là cậu có thể ra viện được rồi." Nói xong, ông bác sĩ hài lòng bỏ đi. Lập tức, anh chàng bèn kéo vội cái bàn chải vào một góc khuất, rồi vừa vuốt ve, vừa nói: "May cho mày nhé, nếu tao không bảo mày là cái bàn chải, thì ông ta đã mang mày đi lên Nhật Tân rồi đấy." Trong một buổi thi tốt nghiệp tại trường Đại học Hàng Hải, giáo sư hỏi một thí sinh: "Nếu bây giờ có một cơn bão đến từ phía bên phải tàu, thì anh sẽ làm gì?" "Tôi sẽ thả neo." "Nếu như cơn bão đó đến từ phía mũi tàu?" "Tôi sẽ thả chiếc neo thứ hai." "Nếu như cơn bão đó đến từ phía đuôi của tàu?" "Tôi sẽ thả thêm một cái neo nữa." "Anh lấy ở đâu ra mà nhiều neo thế?" "Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?" Một ngày nọ, đứa con trai đang ngồi trong nhà chơi, thì mẹ nó dắt người đàn ông lạ vào nhà. Mẹ nó nói: "Gọi bố đi con." Đứa con ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ này và mắt hoe hoe đỏ. Sau đó nó nghĩ: "Người đàn ông này là ai nhỉ? Sao mẹ lại bảo mình gọi ông ta là bố? Tại sao mẹ lại lừa dối mình? Hóa ra mình chỉ là con nuôi hay sao?" Người mẹ lại quát to lên khi đứa con vẫn đang còn đứng ngơ ngác: "Gọi bố nhanh lên." Đứa con nghe thế liền khóc và ôm chặt người đàn ông lạ đấy. Và nó khóc thật to. Mẹ nó lại bảo: "Mày bị điên à? Tao bảo mày chạy lên phòng gọi bố. Thợ sửa bồn cầu tới rồi. Tổ cha mày, con ai chứ không phải con tao. Sao mà mày ngu thế?" Thấy chồng đi làm về với dáng điệu thất thểu, bà vợ hỏi: "Sao vậy? Xe đâu rồi? Mà nhìn như là mất sổ gạo vậy." Ông chồng đáp: "Xe bị công an giữ rồi." Vợ ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Chồng trả lời: "Tại anh chạy chậm." "Chạy chậm sao lại bị bắt? Ai bắt anh? Nói cho tôi nghe xem nào." Chồng trả lời: "Họ đuổi anh. Nhưng anh chạy chậm, chạy không kịp, nên bị họ bắt và họ giữ xe rồi em ạ." Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói: "Ở đây chỉ có một luật lệ, không được đạp chết vịt. Bên trong thiên đàng rất là nhiều vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ
đã lỡ dẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất là xấu xí, xích họ lại với nhau và nói: hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này. Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết một con vịt, và Thánh Peter xích anh ta lại với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng, đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau, rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái: không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ? Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.